Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đấu đá dữ dội trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam không bình yên. Chỉ còn 5 tháng nữa tới kỳ đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng 4 căn bệnh nan y suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa và tham nhũng trong cán bộ đảng viên chưa hề thuyên giảm, khiến cho ông Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng ăn ngủ không yên. Lý do vì những vấn đề nan giải này đã không mờ nhạt trong gần 10 năm qua, từ khi ông Trọng lên nắm quyền thay Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sau đại hội 11 năm 2011. Bằng chứng chỉ sau một năm, nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 ra đời ngày 16 tháng 1 năm 2012 đã khẳng định phải kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Lý do thì nhiều, nhưng có phần tồn tại từ các khóa đảng trước, theo lời của ông Nguyễn Phú Trọng. Khi nói câu này thì ít ai không nghĩ là ông Trọng muốn đổ lỗi cho những người tiền nhiệm, đặc biệt là trong thời kỳ 10 năm cầm quyền khóa 11, khóa 9 và 10 của ông Nông Đức Mạnh. Vì ông Mạnh đã để cho tham nhũng và suy thoái đạo đức tràn lan ở khắp mọi nơi. Do đó mà nghị quyết 4/11 đã thừa nhận một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, xa vào chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, ích kỷ, cơ hội thực dụng, chạy theo lợi, danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ tham nhũng lãng phí tùy tiện, vô nguyên tắc. Ngoài ra thì tính thờ ơ vô trách nhiệm của các cấp cũng đã được nghị quyết bêu ra. Theo đó thì cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và các nghị quyết chỉ thị quy định về xây dựng chỉnh đốn đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn và kỷ cương kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm hoặc làm chiếu lệ. Vì vậy mà nghị quyết hứa kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái thù địch, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Vậy 3 năm sau khi ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đứng đầu đảng khóa 12 2016-2021 thì tình trạng suy thoái tư tưởng và tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên có giảm sút hay không? Không tụt xuống mà còn leo lên cao hơn. Hãy đọc vài đoạn trong nghị quyết 4 của khóa 12 ngày 30 tháng 10 năm 2016, 9 tháng sau ngày ông Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2. Theo đó thì tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi phức tạp hơn, tham nhũng lãng phí tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa. Việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn, chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả thì chưa cao. Do đó, nghị quyết này cảnh giác sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn đến tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc.
Ban chấp hành Trung ương khóa 12 kết luận những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Như vậy thì ông Tổng Trọng có lỗi gì hay không? Hay cái đảng hổ lốn này đã rách như sờ mướp sau gần 10 năm ông Trọng hô hào xây dựng và chỉnh đốn đảng? Phải chăng đây là lý do tại sao mà ông Nguyễn Phú Trọng chỉ dám nhìn nhận tình trạng tham nhũng tiêu cực suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng và hệ thống chính trị từng bước bị được kiềm chế? Và bài viết chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội 13 của đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới ngày 31 tháng 8 năm 2020. Nhưng tại sao chỉ mới từng bước được kiềm chế trong thời gian gần 10 năm trời? Ông Trọng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để bảo vệ cho kết quả này. Nhưng báo của Đội Nhân dân thì xác nhận căn bệnh nguy hiểm nguy nan này là đã tràn lan ra toàn xã hội và đang đe dọa sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãy đọc phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa ở Việt Nam hiện nay không phải là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh địch ta một mất một còn, nhưng một số người đang rêu rao mà là cuộc đấu tranh trong nội bộ tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ máy của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, trong các tầng lớp nhân dân và diễn ra trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội để chống lại cái ác, cái xấu, cản trở công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo báo Quân đội Nhân dân ngày 27 tháng 8 năm 2020. Nhưng cái ác cái xấu lại chui ra từ lòng cán bộ đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền, vì tham nhũng chỉ do cho những kẻ này chủ động để vinh thân phì ra bóc lột đồng bào và hủy hoại đất nước. Do đó báo Quân đội Nhân dân đã hô hào cả nước chung tay ngăn ngừa triệt tiêu nguồn gốc nguyên nhân làm nảy sinh tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, khắc phục những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên. Nhưng những biểu hiện ấy là gì? Đó là tình trạng đã có nhiều đảng viên không ngần ngại để công khai phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện đa nguyên đa đảng, phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Báo của Đội Nhân dân ngày 27 tháng 8 năm 2020. Nhưng khi đã có một số không nhỏ cán bộ đảng viên phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cai trị phản dân chủ của đảng, thì tương lai của Đảng Cộng sản sẽ đi về đâu? Hãy đọc để biết sự lo âu của đảng này. Tự diễn biến, tự chuyển hóa là sự tự thay đổi theo hướng tiêu cực trong tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên. Tự diễn biến, tự chuyển hóa đang diễn ra ngày một mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ đảng viên, là một thách thức to lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tự diễn biến, tự chuyển hóa là một loại kẻ thù giấu mặt, một thứ giặc nội xâm rất khó nhận diện và vô cùng nguy hiểm. Vì thế mà phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa đang là nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay. Theo Ban Cán sự Bộ Nội vụ ngày 23 tháng 12 năm 2018. Bài viết của Phạm Thanh Hà, Học viện Chính trị, khu vực 1. Tiếp theo nghĩa thông thường thì tự diễn biến và tự chuyển hóa là một quá trình sự vật tự thay đổi về chất. Nhưng các khái niệm tự diễn biến và tự chuyển hóa được sử dụng trong văn kiện của Đảng và trên sách báo chính trị xã hội ở nước ta không theo nghĩa như vậy, mà theo nghĩa là sự suy thoái biến chất về tư tưởng chính trị, về đạo đức và lối sống của cán bộ đảng viên. Như vậy thì tự diễn biến và tự chuyển hóa là quá trình thay đổi của chủ thể theo hướng tiêu cực. Tự diễn biến và tự chuyển hóa của cán bộ và đảng viên nếu không được ngăn chặn sẽ dẫn đến sự chuyển hóa của cả chế độ. Vì bốn căn bệnh nguy hiểm, suy thoái đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và tham nhũng đang đe dọa sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên ông Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là trưởng ban văn kiện của Đại hội 13, sẽ tổ chức vào thượng tuần tháng Giêng năm 2021 và chỉ thị cho trên 4 triệu đảng viên,
tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, toàn dân và toàn quân ta kiên định và vận dụng, phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ Cộng sản Việt Nam, là nền tảng vững chắc của Đảng, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Bài viết chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới ngày 31 tháng 8 năm 2020 của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại cao giọng phách lối như thế với cả nhân dân, tầng lớp bị trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam? Ngôn từ của ông Nguyễn Phú Trọng nói với dân như những đảng viên để buộc họ không được ngả nghiêng dao động mà phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh là bất xứng. Bởi vì nhân dân chưa bao giờ muốn đi theo chủ nghĩa Cộng sản mà họ chỉ bị Đảng áp chế, treo chồng vào cổ. Từ lâu Đảng Cộng sản Việt Nam coi đất nước là của riêng, đối xử với nhân dân như bầy bề tôi để độc quyền cai trị và giành đặc lợi, nhưng lại vênh váo bảo đó là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử hay là ý nguyện của nhân dân Việt Nam. Khi còn sinh thời, nhà bất đồng chính kiến đấu tranh dân chủ tiến sĩ địa lý vật lý Nguyễn Thành Giang đã khẳng định không có nhân dân nào giao phó quyền lãnh đạo cho Đảng cả. Tôi nhận thức ít nhất nếu không có tội thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không làm được cái gì hay ho cho đất nước, cho dân tộc. Ngoài ra ông Giang còn cho rằng Đảng Cộng sản đã lừa vị nhân dân. BBC viết ông Giang không đồng ý rằng Việt Nam đa đảng sẽ dẫn đến loạn và cho rằng đây là sự hù dọa của Đảng đối với nhân dân. Phỏng vấn của BBC tiếng Việt hôm 1 tháng 2 năm 2015. Tiến sĩ Nguyễn Thành Giang sinh ngày 6 tháng 7 năm 1936 tại Thanh Hóa. Ông là nguyên ủy viên thường vụ Hội Địa chất Vật lý Việt Nam, hội viên Hội Địa Vật lý Thăm dò Hoa Kỳ. Ông qua đời ngày 28 tháng 7 năm 2019, thọ 84 tuổi. Những câu nói để đời của cố tiến sĩ Nguyễn Thành Giang xuất hiện 5 năm sau ngày Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi còn giữ chức Chủ tịch Quốc hội đã tuyên bố với báo VN Express trong chuyến thăm Ấn Độ rằng ở Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng, ít nhất cho đến bây giờ, theo Thông tấn xã Việt Nam ngày 27 tháng 2 năm 2010. Câu tuyên bố đã phản ánh trung thực rằng ông Trọng là một kẻ bảo thủ, độc tài và chống dân chủ nên những gì ông làm trong gần 10 năm qua chỉ giúp cho tình trạng suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa và tham nhũng trong cán bộ đảng viên tồi tệ hơn mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Văn Thể vung tay chi 11,5 triệu đô la sửa cầu xây từ 46 năm trước. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam vung tay chi 269,3 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 11,5 triệu đô la Mỹ từ thuế của dân để mời chuyên gia nước ngoài sửa cầu Thăng Long được xây cách đây 46 năm trước. Cầu Thăng Long công trình viện trợ hoàn toàn không hoàn lại của Liên Xô cho Cộng sản Việt Nam sau khi Trung Quốc bỏ dỡ việc xây dựng và sự ghi nhận đã xuống cấp cả chục năm nay. Theo các báo đảng thì để sửa chữa mặt cầu Thăng Long, Tổng cục Đường bộ phải mời chuyên gia Nga và Trung Quốc sang trợ giúp. Tiến độ thi công bị ghi nhận chậm trễ do các chuyên gia bị cách ly vì đại dịch virus Vũ Hán trong lúc Bộ trưởng Thể cho việc sửa chữa phải hoàn tất trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Hôm 1 tháng 9, báo Lao động bình luận so với thời đại này thì công nghệ xây cầu Thăng Long đã quá lạc hậu. Chẳng lẽ giáo sư tiến sĩ của Việt Nam không thể cải tiến để xử lý tốt hơn hay sao? Công nghệ ngày nay tiến quá xa, sao lại bó tay trước cái mặt cầu xây theo công nghệ của 35 năm về trước? Liên quan đến vụ sửa cầu Thăng Long hôm 2 tháng 9, mạng xã hội lan truyền bài viết được cho là của Nguyễn Văn Ất, từng làm việc là trợ lý kiêm phiên dịch của đoàn chuyên gia Liên Xô xây dựng cầu Thăng Long năm 1980-1986. Post của ông Ất viết việc Bộ Giao thông Vận tải và chuyên gia Nga thỏa thuận thế nào thì tôi không được biết và chắc chắn không ai muốn
Tôi biết, sau này tôi chỉ được nghe là từ phía Nga yêu cầu phải ký hợp đồng, nguyên tắc trước rồi họ sẽ đưa ra phương án, chi phí, thời gian sửa chữa, nhưng phía Bộ Giao thông Vận tải thì muốn ngược lại. Hoặc cũng có thể là người Nga làm sao dọi đi đêm bằng người tàu. Và hôm nay, như mọi người đã thấy thì báo đăng sửa cầu Thăng Long bị chậm tiến độ là nhờ chuyên gia Trung Quốc. Dù trước đó thì đại diện Bộ Giao thông Vận tải vẫn lèo lẻo sửa cầu Thăng Long lần này dùng công nghệ của Mỹ. Thế là Mỹ made in China. Trong một diễn biến khác thì Bộ trưởng Thể nhiều khả năng sẽ bị sờ gáy do ông này bị Bộ Công an Cộng sản Việt Nam mới đây cáo buộc là ký nhiều văn bản liên quan đến việc đấu thầu và thu phí đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương trong vụ Đinh La Thăng. Theo truyền thông Việt Nam thì Bộ Công an Việt Nam đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức quyền hạn và gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại công ty Yên Khánh, tổng công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương. Thưa quý vị và các bạn, cháu dâu ông Lê Đình Kình đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả xe hơi và những nữ trang bị thu giữ. 5 ngày trước phiên tòa xử Đồng Tâm hôm 2 tháng 9, mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là của bà Nguyễn Thị Duyên, cháu dâu của ông Lê Đình Kình, đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lại xe hơi, nữ trang và vàng đã bị thu giữ trong đêm tấn công võ trang diễn ra hồi tháng Giêng. Bà Duyên là vợ của ông Lê Đình Uy, cháu nội của cụ Lê Đình Kình, một trong 25 bị can sẽ bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử với cáo buộc giết người. Trong đơn, bà Duyên tự nhận mình là một nhân chứng trong vụ án Đồng Tâm và cũng bị công an bắt đi cùng với con nhỏ mới 3 tháng tuổi để thẩm vấn tại đồn công an Miếu Môn. Bên cạnh đó thì bà Tố bị công an thu giữ một số tài sản cá nhân không hề liên quan gì đến vụ án, gồm một chiếc xe hơi đứng tên bà, hai sợi dây chuyền, một lắc tay và một đôi nhẫn cưới vàng. Số nữ trang này trị giá hàng chục triệu, hàng ngàn đô la Mỹ. Ngoài việc đòi lại số tài sản bị thu giữ thì trong văn bản nêu trên, bà Duyên viết thêm đề nghị hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án Đồng Tâm cho tôi được tham dự phiên tòa với tư cách là người làm chứng để góp phần làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Liên quan đến vụ tấn công Đồng Tâm hôm 9 tháng Giêng năm 2020, trả lời Đài Á Châu Tự Do hồi tháng 6, bà Duyên nói họ, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nói lý do tấn công vào lúc nửa đêm là để cứu người dân kịp thời khỏi khủng bố. Nhưng thực tế là gia đình tôi đang ngủ rất ngon mà tất cả dân làng đang ngủ chứ không có hành gì ở trong làng khiến cho họ phải bảo vệ lúc nửa đêm để giải cứu cho dân cả. Và chẳng có người dân nào cần họ phải giải cứu. Có những người không có mặt hôm 9 tháng Giêng nhưng cũng bị kết tội giết người, ví dụ như chị Trần Thị Phượng, chị Đào Thị Kim, bà Mai Thị Phần, họ là những người phụ nữ đang nuôi con nhỏ. Chị Trần Thị Phượng có con nhỏ chưa được 2 tuổi, bà Duyên được dẫn lời. Cùng thời điểm bà Nguyễn Thị Duyên lên tiếng đòi tài sản trước phiên tòa, Facebooker Đặng Bích Phượng cho biết trên trang cá nhân rằng một số gia đình có người thân bị bắt trong vụ Đồng Tâm được môi giới gợi ý chạy án, tin tưởng đã đặt cọc mấy chục triệu đồng. Trong vụ Đồng Tâm, 25 trong số 29 bị can bị truy tố với cáo buộc giết người với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, từ chung thân hoặc tử hình. 4 trường hợp còn lại bị truy tố với cáo buộc chống người thi hành công vụ, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù theo cáo buộc trên VN Express. Thưa quý vị và các bạn, chủ tịch xã được tín nhiệm cao nhờ chia chác nhau gỗ lậu. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án ông Nguyễn Văn Trung, chủ tịch xã Chư Răm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, bắt gỗ lậu mang về chia cho hàng loạt cán bộ lãnh đạo xã để được giới thiệu và bầu giữ chức vụ quan trọng. Xác nhận với báo Người Lao Động ngày hôm 2 tháng 9, một lãnh đạo huyện ủy Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết là đại hội đảng xã Chư Răm vừa qua, ông Nguyễn Văn Trung tiếp tục được bầu giữ chức phó bí thư đảng ủy xã kiêm chủ tịch xã Chư Răm nhiệm kỳ 2020-2025.
Trả lời câu hỏi vì sao ông Trung vi phạm quy định trong việc xử lý gỗ lậu bị kỷ luật và công an đã khởi tố vụ án nhưng vẫn được giới thiệu vào bầu giữ chức vụ quan trọng, vị này cho rằng việc ông Trung được bầu lại chức phó bí thư là đúng quy định. Lý do là ông Trung bị kỷ luật khiển trách theo quy định vẫn được bầu lại nhưng không được bố trí chức vụ cao hơn. Ngoài ra thì cơ quan công an mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can và cũng chưa có kết luận điều tra hay bản án của tòa nên chưa thể kết luận ông Trung có tội hay không. Đối với việc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông thu hồi quyết định kỷ luật ông Trung để xử lý hình sự trước khi đại hội, vị lãnh đạo huyện ủy Krông Bông cho biết vẫn chưa thu hồi. Bữa đại hội thì ông Trung được bầu số phiếu cao, vẫn còn uy tín ở đó. Khi nào thì công an đề nghị đình chỉ công tác hay có văn bản và bản án của tòa có sai phạm thì mới xử lý, chứ bây giờ chưa có gì cả thì phải để cho người ta làm chứ, vị này biện minh. Đối với việc một số người dân không đồng tình khi ông Trung tiếp tục làm chủ tịch xã Trừ Trăm, vị lãnh đạo huyện này cho biết thêm là người ta băn khoăn là đúng thôi, cũng có nhiều đơn vị huyện cũng trả lời rồi. Trước đó thì báo Người Lao Động đã phản ánh hồi đầu năm 2019, ông Trần Thế Tôn, cán bộ xã Trừ Trăm, đã tố cáo ông Trung và một số cán bộ khác bắt gỗ lậu rồi đem về bán và biếu cho cán bộ xã trái quy định, nhưng công an không khởi tố. Đến tháng 4 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có văn bản cho biết việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Krông Bông chưa làm hết trách nhiệm để chứng minh làm rõ hành vi phạm tội của các cán bộ trên mà đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự là không có căn cứ pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, đồng thời yêu cầu hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án. Bên cạnh đó thì Viện Kiểm sát tỉnh nhận định hành vi của các lãnh đạo xã Trừ Trăm gồm ông Nguyễn Văn Trung, chủ tịch xã, ông Inai Ban, phó công an xã, ông Trần Văn Hiếu, trưởng công an xã và ông Ihai Ban, xã đội trưởng, đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra thì Viện Kiểm sát cũng chỉ ra 4 người khác trong thành phần họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trừ Trăm có hành vi làm trái quy định nhà nước và có dấu hiệu là đồng phạm với ông Trung về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đề nghị của Viện Kiểm sát tỉnh, Công an huyện Krông Bông buộc phải khởi tố vụ án, phục hồi điều tra lại. Riêng người tố cáo là Trần Thế Tôn, sau khi bị Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông trù tập cho thôi chức vụ và thôi việc trái quy định 15 tháng. Đến tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo cho phục hồi lại công việc và được nhận các khoản lương trong thời gian bị thôi việc trái quy định. Thưa quý vị và các bạn, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 ở Sài Gòn thừa nhận vất cho cốt của người đã khuất. Hôm 3 tháng 9, công luận rúng động trước tố cáo chùa Kỳ Quang 2 gỡ di ảnh chốt chất cho cốt của người đã khuất vào một góc khuất của ngôi chùa. Chùa Kỳ Quang 2 tọa lạc ở địa chỉ 154/4A Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, được biết là nơi nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em khuyết tật mồ côi bị bỏ rơi, nên là nơi tiếp nhận thường xuyên hiện kim từ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Hôm trước, hôm 2 tháng 9, rằm tháng 7 âm lịch, Facebook Mì Tiên Huỳnh đăng tải một loạt hình ảnh cho thấy nhiều hũ tro cốt di ảnh của người đã khuất được để bừa bộn giữa nền nhà, chất đống trong góc tại chùa Kỳ Quang 2. Facebooker này kể nhân ngày Vu Lan, ba mẹ em đi chùa thắp nhang hài cốt cho ông bà, cậu và chị. Những người đã mất được gửi tro cốt vào ngôi chùa danh tiếng này, thì hỡi ơi, những hũ tro cốt ấy bị họ di rời phải dùng từ là họ quăng vô một cái xó xỉnh, hình một nơi hũ cốt một ngả. Mọi người đi cúng ai cũng bất bình. Nếu chùa không còn nhận để cho cốt thì cũng phải thông báo cho gia đình người nhà biết để người ta đem qua để ở một chùa khác. Còn nếu không có thân nhân thì gửi gom lại tụng kinh dại xuống sông để về với đất. Trưa ngày 3 tháng 9 giờ địa phương thì nhật báo Người Việt gọi điện cho Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2. Ông cúp máy ngay sau khi nghe câu hỏi đầu tiên: thưa thầy, nhà chùa có phản hồi gì về tin trên mạng xã hội về tình trạng gửi tro cốt ở chùa? Theo báo điện tử
VTC News cùng ngày thì khoảng hơn 100 người dân tập trung tại chùa Kỳ Quang 2 để ký vào đơn khiếu kiện trụ trì về hành vi xâm phạm mồ mả, thi thể và hài cốt. Công an phường 17 quận Gò Vấp được ghi nhận hiện diện từ rất sớm để đảm bảo an ninh trật tự tại sân chùa. Vị trí hầm chứa tro cốt và di ảnh của người đã khuất được chất đống vứt bừa bộn đã được nhà chùa dựng rào chắn. Những năm gần đây thì để được gửi tro cốt vào chùa phải bỏ ra ít nhất 6 triệu đồng tương đương với 257,7 đô la Mỹ tiền phí. Những người đã gửi từ lâu có giá cao hơn, đỉnh điểm của người phải bỏ ra hơn 6 cây vàng để có một dằm tại chùa cho người thân đã khuất. Bà Minh Thanh ngụ tại quận Nhất, Sài Gòn cho biết là năm 1999 để có hai dằm tại chùa Kỳ Quang 2 thì gia đình bà đã phải trả 13 cây vàng. Báo này tường thuật. Tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm 3 tháng 9 tường thuật trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đã nhận trách nhiệm và hứa sẽ phối hợp với nhà chức trách để xác định ADN, DNA và từ hài cốt của các thân nhân. Đồng thời thì trụ trì chùa cũng cho biết là đầu tháng 8 âm lịch chùa sẽ có thông báo về việc xác định DNA hài cốt. Tờ báo cho biết thêm rằng là Thượng tọa Thích Thiện Chiếu giải thích rằng di ảnh trên các hũ tro cốt của người mất bị rơi rớt là do trong quá trình thờ cúng phải thay đổi di chuyển đi nơi khác nên bị rơi ra. Sư trụ trì cũng gọi sự việc là ngoài mong muốn của thầy. Nhà văn Nguyễn Đình Bổn bình luận trên trang cá nhân trong vụ việc này thì cũng là do mê muội của con người mà thôi. Không biết dựa vào đâu. Nhiều người cho rằng gửi tro cốt tại chùa sẽ giúp cho người thân của mình được siêu thoát. Đây là một loại mê tín đi ngược lại với những chánh pháp. Việc gửi tro cốt vô chùa là vô ích. Nếu chúng ta muốn tưởng niệm người đã khuất, nhớ đến ông bà và cha mẹ của mình một lễ nào đó, khi thiêu xong hũ tro cốt nên để ở một vị trí trang trọng trong nhà thì tốt hơn. Bỏ ra một số tiền lớn để gửi trong tro cốt vào chùa chỉ là việc góp phần vỗ béo cho bọn sư quốc danh, sư đảng viên, chớ không có công đức chỉ cả. Trong một diễn biến khác thì theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hồi năm 2010 Thượng tọa Thích Thiện Chiếu được tặng huân chương lao động hạng 3 vì có nhiều thành tích trong công tác từ thiện. Những hũ tro cốt vất lăng vất lóc tại góc chùa là tâm hồn của Việt bị tổn thương khi mùa thu không còn yên tĩnh, cả tuổi thơ và người lớn đều mơ hồ nhận ra một sự bất an trong sâu thẳm và cả những gì thuộc về quá khứ cũng chưa chắc đã được yên. Trong lúc này thì thế giới vẫn chưa bao giờ được yên tĩnh, giá như chỉ cần yên tĩnh bằng 1/10 của thế giới cách đây chưa đầy một năm cũng là quý hóa. Dịch bệnh, cháy rừng, thiên tai, nguy cơ chiến tranh thì rình rập, tất cả đang ập xuống với con người. Tại Việt Nam, sự bất an còn cao hơn những gì đang thấy, bởi sự khuấy động, sự bất an không đến từ bên ngoài mà đến từ chính bên trong tâm hồn của người hành xử giữa con người với con người, và cả hành xử của người sống đối với người quá cố, mọi thứ đã trở nên lộn xộn và u ám. Chưa có mùa thu nào và việc tựu trường lại trở thành nỗi lo, lại biến thành cuộc chiến ngấm ngầm và giằng co giữa cha mẹ học sinh với ngành giáo dục như bây giờ. Về phía ngành giáo dục thì họ cố gắng làm sao cho hoàn thành chỉ tiêu năm học bởi vấn đề tiền lương, các gói hỗ trợ, vấn đề thành tích. Ngược lại về phía cha mẹ học sinh thì dường như trước nguy cơ chết người như đại dịch virus Vũ Hán và nhiều cái chết bày ra trước mắt thì sự sống vẫn là thứ quan trọng nhất, thứ con người cần duy trì và bảo vệ nhiều nhất. Chính vì lẽ này mà con em có đi học chậm nửa năm, một năm, thậm chí là hai năm cũng chẳng sao, miễn sao là mọi sự được an toàn và nạn đói, nạn cướp bóc đừng diễn ra. Đương nhiên thì nếu như trường học đóng góp và đóng việc, đóng góp một việc đó là việc đóng cửa quá lâu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế quốc gia. Nhưng nếu mở cửa vội vàng, dịch bệnh chưa sạch và bùng phát trở lại thì việc mở cửa sớm sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh và kinh tế quốc gia. Mọi thứ đều mâu thuẫn và bất an. Trong khi đó thì các vấn đề kinh tế từ các công trình bị đội vốn đến những cá nhân, tập thể tham nhũng, thậm chí là các quan chức tham nhũng tạo
vây cánh và đang bị phanh phui. Trước thềm đại hội 13 đều cho thấy mọi thứ đều có gì đó bất an, khó nói. Và nói cho cùng thì sự bất an lộn xộn này không đến từ bên ngoài do ngoại cảnh tác động như dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, mà nó xuất phát từ chính bên trong tâm hồn của con người. Cụ thể là nó xuất phát từ bên trong tâm hồn của người Việt, một tâm hồn đã trải qua quá nhiều chấn thương tập thể và cơ hội lành lặn dường như là chưa thấy. Nói rằng người Việt Nam đã trải qua quá nhiều chấn thương tập thể có lẽ cũng không cần giải chi cho nhiều, và khi chiến tranh liên tục áp đặt lên Việt Nam từ suốt ngàn năm nay và cho đến bây giờ, khi tạm yên chinh chiến và tạm lắng để cho con người có thể mưu cầu cơm áo, ước mơ trí thức, thì mọi vết tích của nó vẫn cứ hiển hiện. Từ chỗ phân biệt Bắc Nam cho đến kỳ thị vùng miền, sự bất mãn giữa giáo hội tôn giáo của nhà nước và cơ sở tôn giáo phi nhà nước, sự bất cân bằng tình cảm giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại, mâu thuẫn giữa nhân dân với cán bộ nhà nước, sự bất công trong quản lý, điều tiết và hành xử đất đai của cán bộ với người dân, dường như tâm hồn con người chưa bao giờ được bình yên. Và đáng sợ hơn, vấn đề giáo dục, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa trong vòng nửa thế kỷ đã đẩy đất nước đến chỗ khốn cùng. Sự khốn cùng này đến từ hai phía, từ bản chất của nền giáo dục và cả sự ngộ nhận trong đối tượng thụ đắc. Bản chất của nền giáo dục chạy theo thành tích vô cảm, thực dụng và thiếu nhân tâm thì đã thấy rõ. Nhưng những ngộ nhận từ bên ngoài về đối tượng thụ đắc của nền giáo dục này, dường như các thế hệ học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đều bị cào bằng là thành phần hủ lậu, thành phần thiếu tiến bộ, thành phần kém cỏi. Điều này dẫn đến tình trạng phân biệt kỳ thị ngấm ngầm giữa các thành phần trẻ hoạt động dân chủ trong nước và nước ngoài. Dường như thì giới trẻ trong nước được bên ngoài tung hô như những anh hùng trong bàn tay điều hướng của họ, và các anh hùng trong nước thì đóng vai trò công cụ nhiều hơn là thực lực và lý tưởng. Trong thực tế thì có nhiều người học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa từ tấm bé, nhưng khi trưởng thành họ là những người yêu nước thực sự, nhận thức của họ không dừng ở mức xã hội chủ nghĩa, và mọi sự kỳ thị chỉ làm cho vết thương thế hệ trở nên sưng tấy trong họ. Và vấn đề thì bất an tâm hồn dân tộc không phải chỉ đến từ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, mà nó đến từ nhiều hướng, nhưng hướng chủ lực vẫn là canh tính của dân tộc. Một dân tộc có căn tính máu lửa gai góc và thù hận cho chiến tranh quy ước sẽ tốn rất nhiều thời gian để phục hồi. Câu chuyện ngày càng trở nên sinh động hơn khi chiều ngày 3 tháng 9 năm 2020, người ta phát hiện 775 hũ tro cốt người nhà bị chùa vất lăn lóc, mất hết dân tính. Trong khi đó thì muốn đưa tro cốt vào chùa, các thân nhân phải bỏ ra khoản tiền vài chục triệu Việt Nam đồng, thấp nhất là 4 triệu Việt Nam đồng cho sư trụ trì. Về mặt bản chất, đây là việc vô nhân thú vật. Vô hình chung thì nó nhắc đến hai chữ vô cảm vốn được mặc định cho giáo dục xã hội chủ nghĩa. Những ai được thụ đắc giáo dục Cộng Hòa sẽ không bao giờ bị gán cho chữ này. Thế nhưng với độ tuổi cổ lai hy của sư trụ trì này, liệu ông ta có trải qua tuổi học trò dưới mái trường nào? Giáo dục thuộc Pháp hay giáo dục Cộng Hòa hay giáo dục xã hội chủ nghĩa ngoài miền Bắc? Chắc chắn là ông sư này thuộc nền giáo dục thuộc Pháp hoặc giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Ông là người miền Nam, và cho dù ông có tập kết ra Bắc thì ông cũng không thuộc diện nhận lãnh nền giáo dục thực dụng của xã hội chủ nghĩa từ năm 1986 đến nay. Mọi thế hệ gây bão trong xã hội Việt Nam, từ máu lạnh vô cảm đến cướp bóc tham nhũng hành hạ dân, đều tập trung cao độ vào phân đoạn giáo dục này. Nhưng ông vẫn có vấn đề đấy thôi. Điều này chứng tỏ rằng bản chất của dân tộc trải qua quá nhiều máu xương và nước mắt sẽ rất khó để lương thiện đúng mức khi mà đồng tiền đổ ập lên dân tộc đó và kích hoạt mọi thứ tham vọng của con người. Nói như vậy để thấy rằng vấn đề nền giáo dục nào đã tạo ra con người như thế nào không thôi cũng chưa đủ, mà sâu xa hơn, tiến trình phục hồi nhân cảm sau một chuỗi dài toàn tranh đấu và tranh đấu của một dân tộc đã khiến cho mọi thứ tội ác luôn rình rập, hoặc nó ngủ quên sau đó trong khốn khổ cơ cực. Nhưng đến khi có cơ hội
Nó sẽ thức dậy và hiện tại thì dường như mọi thứ tội ác, mọi tâm địa cơ hội đang thức giấc. Một mùa thu chẳng còn bình yên đang đến gần. Vấn đề là người ta đủ bình tĩnh để đối mặt với nó, đủ kiên nhẫn và dũng khí để đối đầu với nó hay không mà thôi. Và đến bao giờ thì tâm hồn Việt thôi bị tổn thương? Đây là câu hỏi dài dòng và rất khó để có lời giải đáp. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.